Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thuật. Và như tiêu đề mình đã đưa thì mình nói rằng là YouTube cập nhật tính năng mới giúp anh em chống ngủ gật và chống nghiện. Có lẽ là chống ngủ gật thì các bạn thấy rất là khó hiểu, còn chống nghiện thì dễ hiểu đúng không? Trong video này mình sẽ giải thích các bạn là tại sao mình nói rằng đó là chống ngủ gật và chống nghiện nhá. Ok, bắt đầu nào. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái vấn đề là nghiện trước vì nó rất là dễ hiểu. Các bạn xem YouTube quá nhiều rồi lúc nào cũng xem, rồi là xem đi xem lại, xem liên tục, nói thành thói quen nó chính là bị nghiện. Cứ khi nào rảnh phát tức bật YouTube lên xem, rồi là xem video này, xem video kia, xem cái này hay xong lại gợi ý cái kia, nó cũng tò mò, cũng thú vị, thế là cũng vào xem. Thì đó sẽ giúp bạn bị nghiện, nó khiến các bạn là có một cái thói quen tự nhiên là lúc nào mình cũng thích xem YouTube. Nó như kiểu lướt Facebook ấy. Nhiều khi chúng ta lướt trong vô thần mà không biết mình đang lướt để làm gì, thấy thì like, thấy thì share. Còn YouTube thì mình nghĩ rằng nghiện là do quá nhiều nội dung hay ho để các bạn xem, quá nhiều thứ để các bạn có thể là đắm chìm trong đó. YouTube cập nhật cái tính năng này giúp các bạn giới hạn thời gian xem, các bạn biết là các bạn xem bao lâu rồi. Một ngày các bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian để xem, rồi các bạn cả tháng này xem hết bao nhiêu tiếng. Đặc biệt là có cái tính năng nghỉ giải lao. Các bạn xem một thời gian thì YouTube nhắc bạn là bạn nên nghỉ giải lao vào cái tầm này. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách để kích hoạt cái tính năng này lên nhá. Đầu tiên các bạn vào cho mình trong YouTube, sau đó sẽ nhấn vào cái hình mặt mình ở đây. Rồi, chọn cái phần là thời lượng đã xem. Đây sẽ chính là cái phần mà các bạn nhìn được các bạn đã xem như thế nào, tốn thời gian ra sao. Và các bạn có cái phần nhắc tôi nghỉ giải lao. Các bạn bật lên để YouTube nhắc bạn là mỗi khi các bạn xem ở trong vòng bao lâu thì các bạn sẽ cần nghỉ giải lao một lần. Đó, tính năng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và như các bạn vừa thấy thì đó là cái để mình hướng dẫn các bạn làm sao để xem được bạn đã dùng YouTube bao nhiêu tiếng này, rồi là bật tính năng giới hạn thời gian lên kiểu gì. Hy vọng rằng là cái tính năng này sẽ giúp các bạn đỡ bị nghiện YouTube. Vậy cái tính năng chống ngủ gật là gì? Đây mới là cái thú vị này. Ra mình cũng không hề để ý cái tính năng này đâu, cho tới những ngày gần đây mình thấy rằng là khi mình đang xem YouTube thì tự nhiên YouTube cứ dừng lại. Không hiểu vì sao luôn, mình có thói quen là cứ bật nhạc xong bắt đầu cắm ra loa và để cho máy phát, xong rồi mình nghe, mình làm việc khác. Có thể là mình đi lau nhà, rồi là dọn nhà, hay là giặt quần áo, rồi làm linh tinh thứ việc. Thế nhưng mà đang phát YouTube lại dừng lại. Ngày xưa thì YouTube sẽ phát liên tục và chạy quảng cáo thì không sao cả, nhưng mà bây giờ bị dừng lại, mình thắc mắc là quái lạ, sao YouTube lại bị dừng. Cho tới một ngày mình ngó mặt lên cái máy thì mình mới thấy rằng là cái máy nó hiện là bạn có đang xem YouTube hay là không. Nếu mình nhấn có thì máy phát tiếp, còn nếu không thì máy sẽ cancel luôn và một lúc sau khóa màn hình của máy đen xì lại. Kiểu như bạn bảo bây giờ tay làm đang bẩn thế này thì mình đâu có thể sờ vào máy hay nhìn vào máy xem là máy thế nào đâu. Tận là cách đây một vài hôm mình mới để ý cái tính năng này. Rồi là mình còn để ý khi mà mình để YouTube chạy liên tục như vậy một thời gian không động vào màn hình máy, YouTube cũng bắt đầu hiện hộp thoại thông báo là bạn có đang xem hay không. Nếu mình nhấn có, YouTube phát tiếp. Còn nếu như mình mà không nhấn có, sẽ ra cái trường hợp như nãy mình vừa nói với các bạn ấy, tức là YouTube tự động dừng nhạc lại và lên thông báo hỏi mình là có đang xem hay là không. Tức là như kiểu nó hỏi mình hai lần. Lần thứ nhất là để chắc chắn là mình vẫn đang nhìn vào màn hình và thấy được thông báo. Còn lần thứ hai là đã thấy mình không nhìn vào rồi và giờ mình chỉ cần nhấn vào thông báo để kích hoạt lại thôi. Nó như kiểu gọi là reactive của chúng ta đấy. Thật sự mình thấy rằng tính năng này rất là hay, giúp cho mình chống ngủ gật. Nhiều khi nghe nhạc hay, thế là ngủ mất. Thế nhưng bây giờ mà đang nghe nhạc thì tự nhiên mất nhạc, thế rõ ràng là mất ngủ rồi. Hoặc là đang lưu diêu tự nhiên thấy mất nhạc thì cảm giác rất là khó chịu và bạn sẽ tỉnh ngủ. Bạn sẽ phải dậy để ấn vào nút đó và xem tiếp. Cái này thì vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là gì? Tức là những bạn nào mà hay nghe YouTube để đi ngủ thì lúc này YouTube tự động tắt cho bạn, bạn không phải tắt nữa. Rất là hay. Các bạn cứ để đấy nghe thôi, một thời gian sau YouTube tự động dừng nhạc và tự động khóa màn hình máy bạn lại, rất là thông minh. Nhưng mà những bạn nào mà khó ngủ, ví dụ như là các bạn phải nghe tầm 1 tiếng mới ngủ được chẳng hạn, mà có 30 phút YouTube tắt mất nhạc rồi, thì rõ ràng tự nhiên 30 phút mình đang lơ mơ định đi ngủ thì bục phát lại phải tỉnh dậy, ấn nút, vậy là thôi, mất xứ 30 phút trước rồi, lại phải ngồi nghe lại, thì đấy là cái bất cập. Lúc này các bạn thay thế bằng một số cái chương trình ở bên ngoài thì mình nghĩ rằng sẽ đáp ứng được điều này. Thời gian gần đây mình thấy YouTube cập nhật thêm rất là nhiều tính năng mới, không chỉ cho điện thoại mà còn cho cả trên trình duyệt web nữa, như là tính năng picture in picture trên web chẳng hạn, giúp các bạn nghe nhạc như kiểu điện thoại luôn, thay vì việc là bây giờ lúc nào phải bật màn hình YouTube to thì bạn phải thu nhỏ nó lại để làm thêm được một số công việc khác cũng trên cái tab đó. Thực ra thì nó hơi thừa thãi với PC, tại vì PC chúng ta mở bao nhiêu tab mà chả được, các bạn làm cho một đống tab, mỗi tab các bạn làm một việc rất là thoải mái. Rồi ok, thì trên đây là chia sẻ của mình về những cái tính năng mới đến từ YouTube. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình và để lại một like và một sub cho kênh của Siêu Thuật nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.